Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày mùng 7 của tháng 8. Mấy cặp loa hôm vừa rồi em đã đăng lên gồm có cặp 450C và 450K MI Mark 2. Thì em đã đều được anh em ủng hộ và chốt hạ. Ngày hôm nay theo yêu cầu của một số anh em, trong đó có hai bác ở Hà Nội hỏi về cặp loa BMB 450C và một bác ở trên Bắc Giang hỏi về cặp 450K MI Mark 2. Thì ngày hôm nay em xin phép làm được một video về hai cặp 450C và hai cặp 450K MI Mark 2. Một phiên bản được sản xuất và lắp đặt tại Trung Quốc, còn một phiên bản được sản xuất và lắp đặt tại Nhật. Hai phiên bản này đều được cấu tạo bát 25 và một chung và một tép. Tép đều là tép giấy. Thằng này mặc dù nó lộ ra như này thì anh em nhìn thấy đây là tép giấy. Còn thằng này anh em mình nghĩ thì đây là có chắc, chưa chắc nó phải tép giấy, nhưng chúng ta soi về bên trong này thì nó vẫn là tép giấy bình thường. Cái này nó chỉ là cái họng để tản thôi. Đấy, về sau nó cải thiện ra thì nó thiết kế một cái họng để tản âm sắc như này. 450C nó được thiết kế với một cái kiểu dáng thùng to hơn 450K MI Mark 2 một chút xíu về cái chiều rộng. Còn về chiều cao và chiều sâu là bằng nhau và cân nặng tương tự cũng bằng nhau. Nó chỉ rộng hơn một chút xíu thôi. Và cái vị trí đặt loa bát, loa tép cũng giống nhau, và kể cả lỗ thông hơi. Kể cả lỗ thông hơi cũng giống nhau các bác nhé. Đây ạ. Cái lỗ thông hơi của 450K MI Mark 2 là ở đây. 450C cũng là ở đây. Và đều được cấu tạo là bát 25 và một chung một tép. Nói về dòng BMB nằm bát 25 thì 450C là một phiên bản được bước sang Trung Quốc sản xuất. Thì nó là được đánh giá được cho chất âm tốt nhất, tốt hơn 850C, tốt hơn BMB 880C. Nhưng 880C về phần công suất của nó tốt hơn. Nên khi sử dụng trong phòng hát thì 880C sẽ được ưu tiên hơn so với 450C. Còn 450C bởi vì công suất của nó chỉ là 500W trên một quả thôi. Trở kháng với trở kháng là 8 ohm. Với cái công suất này thì cũng đã thoải mái để chơi trong gia đình của chúng ta và trong phòng hát rồi. Kể cả cái đôi 450K KMI Mark 2V này. Đây này. Thì nó cũng là 450W, nó chỉ ít hơn một chút xíu thôi. Nhưng về cái chất âm của nó và độ khỏe của nó thì hai cặp loa này nó là 1910. Về cái chất âm thì cho em đánh giá giữa hai cặp loa này, đánh giá theo một khía cạnh thẳng thắn về chức năng nhá, về quan điểm âm nhạc. Có nghĩa là với cái tai của em thì 450C sáng tép hơn. 450K MI trầm êm ấm hơn. Đấy. Về lời, xét về lời khi hát karaoke thì em đánh giá 450C có cái độ nhỉnh hơn. Chắc là bởi vì nó được sản xuất gần về đây hơn nên cái độ hao mòn của nó sẽ ít hơn. Cái thứ hai nữa là 450C là phiên bản cải thiện thì chắc chắn nó sẽ có một cái gì đó nó khác khác một chút. Cho em đánh giá ở đây thì em đánh giá là về cái tinh thần tư tưởng thì 450K MI Mark 2 là phiên bản được sản xuất tại Nhật. Đấy, về cái uy tín của nó thì sẽ là cao hơn bởi vì nó được sản xuất tại Nhật. Một cái nữa là như nào, giá thị trường của 450K MI Mark 2 không hề rẻ, đắt hơn 450C rất nhiều, đắt hơn khoảng chừng tầm triệu đấy. Nhưng mà bên em mua được giá hợp lý thì em để cân đối giá nó với nhau. Còn như những cặp loa này, đây, 450C nhà em đây là hàng trùng seri các bác nhé. Đây này. Cái cặp mà có số seri là cặp có số đằng trước là số 2 nhé. Đấy, cặp bên dưới này có số là số 3 nhé. Thì cặp số 2 có số seri của nó này. 770086. Trùng nhau chưa? Đấy, cặp bên dưới này. 80287. 80287. Còn về 450K MI Mark 2 thì đây các bác nhìn này, thùng quách này. Đấy. Rất đẹp luôn. Và bên em đang bán giá là hai cặp loa này bằng giá nhau. Đều là 5 triệu rưỡi một cặp. Và 5 triệu 7 là bao cước toàn quốc. Đấy. Anh em nào chung kết cặp nào thì có thể liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình. Hàng thì bên em bao zin toàn tập cho anh em. Trừ mỗi cái gân này này. Theo thời gian cái gân này nó mủn thì chúng ta phải thay. Nhưng bên em đang có gân xịn để thay nhé. Nên anh em không phải an tâm.
An tâm, vấn đề là đây đã thay gân xịn và gân này đánh 5 năm trở lên thoải mái không sợ hỏng. Đấy. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đan ngửa nó ra và tháo xem là bên trong ruột gan của nó có những gì. Rồi, cảm ơn anh em, quý vị, các bạn. Chúng ta cùng đi vào. Vâng, còn đây là phần ruột gan bên trong của 4 cặp loa mà ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị, các bạn. Ruột gan tháo hết ra luôn để anh em mình cùng khám phá bên trong. Thực sự ra với những người mà có nhã ý thực sự thì cái việc mà được xem cái ruột gan của nó trước khi chúng ta chốt hạ với nhau thì nó sẽ có sự an tâm hơn rất nhiều. Chính vì thế trong tất cả các video của bên Phạm Thức Audio đăng lên gần như 100% đều quay rõ chi tiết ruột gan từng cặp một hoặc là từng chiếc âm ly một cho anh em. Trừ những đôi loa ví dụ như 401 hoặc là 501 của boss mà nó cái căng nó liền nó không gỡ được ra thì chúng ta sẽ hạn chế gỡ nhất có thể. Còn đây. Đây là cặp số 1 nhá. BMB 450C. Cái tép của nó đây. Đấy, hàng bên em thì luôn luôn dán tem như này để cho anh em có thể tháo ra để kiểm tra. Số CD có ghi ở đây để tránh cái chuyện nhầm lẫn giữa cái loa nọ loa kia. 0287. Và cái loa bát đây. Đó. 500 kép. 250W. Trở kháng 8 ohm. Dầu đây còn rất mới. Đấy, màng bát này. Gân đây nhá. Gân bên em đã thay. Nhưng mà gân xịn này, nó cũng có anh kim tuyến. Không có gì cái gân gần bãi đâu nhá. Gân này thì sau khi thay xong thì anh em chơi 10 năm. 5 đến 10 năm, không phải suy nghĩ, tùy thuộc vào anh em dùng nhiều hay dùng ít. Đó. Phân tần này. Đây là cặp số 3 này. Số là số 3 này. Đó, anh em xem kỹ rồi, đúng không ạ? Sang bên đây là cặp số 2. Đấy, gần cũng thay rồi mà anh em nhìn này. Yêu chưa? Màng xanh lét luôn. Dâu của BMB nó buộc này. Rất dị. Nhưng mà không ai buộc được đâu. Đánh cái sự mà giữa giả với đẻ giảm ấy là cái dâu này là nhìn thợ nhìn cái dâu này nó biết lắm. Nhìn phát biết luôn. Đây, phần tàn. Ủ chép này. Không, 886. Đấy. Dòng này thì nó sản xuất tại China rồi. Nên là cổ tép của nó cũng có chữ Made in China. Sang đến cặp số 1, 450 cà mi mắc 2. Đây, bông này là bông thủy tinh này. Nó khác so với dòng 450C sản xuất về sau. Dòng mà đã dòng mà còn và đã sản xuất tại Nhật thì cái bông thủy tinh là chắc chắn sẽ có như thế này. Đấy. Đây. Cái bông này ngứa lắm, cái bông kia nó không ngứa tay lắm. Tép này. Cái dây đỏ là dây tép. Dây xanh này là dây chung, dây này là dây bát. Cú tép đây. Như anh em cũng đã xem kênh của em rất nhiều rồi thì 450K1i nó có hai phiên bản. Một phiên bản tép chữ như này và một phiên bản tép có chữ P252. Đấy. Còn một cái phiên bản mà sản xuất tại Trung Quốc thì nó sẽ ghi chữ Made in China ở dưới này. Đó, thùng quạch đẹp luôn.
phân tần nó nằm ở dưới như này, bông này nó được ghim ở đây, chúng ta hơi khó nhìn. Bát đây, cổ côn bát trầu. Cái chữ B mà B xịn của nó ấy, nó sẽ hơi mờ mờ nha, chứ không bao giờ nó theo cái kiểu trắng xóa đâu nhá. Đấy, củ bát đây. So với 450C thì củ bát này và củ bát kia là to bằng nhau. Côn côn của thằng 450C là to hơn một chút. Đấy. Dòng đời sản xuất tại Nhật thì bao giờ côn nó cũng không quá to. Không đây. Và rất đẹp nhá. Đây. Một quả bát nữa này. Đấy, em sẽ cho thợ dán tem toàn bộ bên trong để anh em có thể mở ra để kiểm tra. Đây là cặp số 4 nhá. Tem này. Bật flash rất rõ cho anh em mình cùng xem. Tem 7 sắc cầu vồng đây. Chúng ta hãy bật flash lên và chúng ta nghiêng. Thì nó sẽ ra một phần là do ra tiếng Nhật. Và một phần chúng ta dựng lên thì sẽ ra toàn bộ chữ BMB hết. Đây. Vâng, đấy là phần ruột gan tổng thể của 4 cặp loa. Ngày hôm nay xin phép giới thiệu đến quý vị các bạn. Và nói về dòng loa karaoke hoặc dòng loa nghe nhạc thì nhà em rất nhiều. Mọi thông tin thì anh em có thể ghé qua địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại của em là 0972 192 087. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Chân thành cảm ơn.